Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube nhỏ bé của mình. Hôm nay thì mình xin giới thiệu một phương pháp vào lệnh theo phương pháp snipper của mình. Vậy thì phương pháp vào lệnh snipper có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sẽ xác định được cái điểm đảo chiều chính xác đến từng phút để từ đó vào lệnh một cách sớm nhất, rồi có thể tối ưu được cái khoảng cách đặt SL một cách nhỏ nhất. Do đó là mình sẽ đạt một cái tỷ lệ RR cao nhất một cách có thể. Đó là lý thuyết. Còn bây giờ chúng ta đi vào thực hành luôn nhé. Đây là cặp bảng Anh, đô la Mỹ, khung giờ 4 giờ. Như các bạn có thể thấy rõ ràng là xu hướng của thị trường bây giờ đang là xu hướng giảm, khi mà giá liên tục tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước. Và giá hiện tại nó đang ở đây. Vì là một xu hướng giảm cho nên là mình tìm kiếm một cái lệnh bán, một cái lệnh sell ở đây nhé. Tất nhiên là chúng ta không thể sell ở đây được rồi, chúng ta không thể bán ở đây được rồi. Bởi vì đây là vùng tranh chấp, chúng ta sẽ không biết giá nó sẽ đi về đâu. Có hai trường hợp mình có thể vào đó lệnh bán. Một là giá sẽ hồi xuống, giá sẽ đâm xuống, hồi lên, reject, từ chối vùng giá này. Và đây chính là điểm mình vào lệnh, sau đó giá sẽ đi ngược trở xuống. Hoặc là giá sẽ hồi lên và lại reject hoặc là đảo chiều xu hướng tăng ngắn hạn. Và đó chính là điểm mình vào lệnh, rồi đó giá sẽ đi ngược trở xuống. Đó là hai trường hợp mình có thể vào lệnh. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chỉ là đợi thôi. Ngồi đợi. Giá đang có xu hướng tăng. Giá sẽ hồi. Vậy hồi về đâu? Thật sự là mình không biết. Mình không biết giá hồi về đâu cả. Có thể nó hồi về đây. Có thể nó hồi về đây. Hoặc là vào hồi vào, thậm chí là còn hồi cả vào đây nữa. Mình không biết. Chúng ta chỉ việc là ngồi đợi xem giá sẽ đi về đâu. Mình sẽ vào khung thời gian nhỏ hơn nữa để có thể quan sát kỹ hơn. Đó là khung thời gian 1 giờ. Các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng là khung thời gian 1 giờ đang là xu hướng tăng. Khi mà đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, chúng ta chỉ tiếp tục ngồi đợi. À, vì là mình muốn quan sát kỹ hơn xem là giá nó sẽ đảo chiều khi nào. Vì vậy mình vào khung thời gian ngắn hơn nữa, đó là 15 phút. Đây, khung thời gian 15 phút. Giá đang là xu hướng tăng. Đợi nó đảo chiều rồi mình vào lệnh. Chưa. Nếu muốn đảo chiều ấy thì giá ít nhất là phải phá được qua cái vùng giá này thì mới có thể xác nhận được, thì mới có thể là một tín hiệu cho thấy là xu hướng tăng đã bị phá vỡ. Chưa. Giá lại tăng rồi. Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là một cái đỉnh nối sang bên này. Giá đã reject cái vùng giá này rồi. Chúng ta tiếp tục đợi. Chưa? Đây có thể là một cái đáy các bạn nhé. Đây chính là một cái đáy này. Đỉnh này. Đáy này. Đây chính là một cái đáy. Đáy sau cao hơn đáy trước. Như các bạn nhìn thấy, chúng ta xuất hiện một cái cây nến Marubozu nó dài như thế này. Và ngay sau đó xuất hiện một cái cây nến đỏ đâm xuống cũng dài tương đương, dài ngang ngửa. Điều này có thể coi đó là một dấu hiệu cho thấy giá có thể đảo chiều. Có thể đảo chiều thôi, chưa xác nhận được. Muốn xác nhận được giá có thể đảo chiều ấy, thì giá nó sẽ phải đâm xuống cái vùng giá này, đâm qua khỏi cái đáy này. Giá sẽ phải giảm qua cái đáy này. Chúng ta tiếp tục đợi. Giá đã giảm qua cái đáy này. Đây có thể là một tín hiệu cho thấy là xu hướng bây giờ đang chuyển từ tăng thành giảm. Nhưng mà chúng ta chưa chắc chắn nhé. Chúng ta chưa chắc chắn, đây chỉ là một tín hiệu thôi. Cái mình đợi bây giờ giá nó sẽ phải hồi về đây.
reject cái vùng giá này, từ chối cái vùng giá này rồi đâm trở xuống, thì đó mới gọi là một xác nhận cho thấy là giá đã đảo chiều, xu hướng đã đảo chiều. Mình sẽ vào khung thời gian nhỏ hơn nữa, khung thời gian 5 phút để quan sát kỹ hơn. Những cái reject mà nó ngay gần như này nhé, vừa đâm xuống này, reject ngay gần này, không tính các bạn nhé, bởi vì nó quá gần. Chúng ta đợi giá đi xuống rồi quay trở lại, lúc đó thì chúng ta hãy quan sát. Ồ, xuất hiện một cây nến xanh đâm dựng thẳng ngược lên và nó có reject nhẹ ở cái vùng giá này, một cái dấu nến hơi nhỏ nhỏ ở đây. Mình muốn quan sát kỹ hơn liệu đây có phải là từ chối vùng giá hay không, hay là giá sẽ đâm ngược thẳng trở lên. Vì vậy mình vào khung thời gian còn nhỏ hơn nữa, nó là khung thời gian 1 phút. Nếu bạn có thể nhìn thấy này, giá đâm xuống, retest lại bằng một cây nến 1 phút thẳng như thế này. Điều này chứng tỏ là xu hướng tăng đang rất là mạnh. Và những cái cây nến này ấy, có thể nó sẽ không giữ được cái cây răng, không thể giữ được cái xu hướng tăng này. Bởi vì các bạn nhìn thấy này, đà tăng là rất là mạnh. Những cây nhỏ nhỏ như này thì nó không đủ sức thuyết phục, không đủ sức giữ. Mình muốn giá quay trở lại một lần nữa, rồi reset vùng giá đó. Khi đó có thể xác nhận là cái momentum đã bị triệt tiêu hết, cũng có thể nói tiếng Việt là cái đà tăng ấy nó đã bị hết. Đây, đã tạo thành mô hình hai đỉnh, giá đã reject vùng giá này liên tục. Vậy tổng kết chúng ta có cái gì? Xu hướng tăng, xu hướng giảm, xu hướng chung của thị trường 4 giờ đang là xu hướng giảm. 1 giờ tăng chỉ là một cái xu hướng hồi thôi. Và đây chính là cái điểm cho thấy cái xu hướng tăng đã bị kết thúc. Và cái cây nến này chính là cây nến xác nhận cho thấy xu hướng giảm bắt đầu từ đây. Vì vậy mình vào một cái lệnh bán ở đây. Stop loss mình chỉ cần đặt, SL mình chỉ cần đặt trên cái vùng giá này thôi. Như này, 5 pip, 5 pip SL. Vậy TP ở đâu? Mà không gian to hơn. Các bạn nhớ nhé, các bạn nếu mà theo vào lệnh theo phương pháp sniper ấy, thì các bạn vào khung thời gian thấp để các bạn tìm được điểm vào lệnh. Các bạn kéo ra khung thời gian to để các bạn tìm được điểm đặt TP. TP mình sẽ để ở đây, chính là ngay cái đáy này. Tỷ lệ của chúng ta, tỷ lệ RR của chúng ta đang là 1 gần được 11, một gần được 1/11. Mình sẽ tất nhiên là mình đặt lệnh xong thì mình sẽ không thể đi ngay được, mà mình sẽ quản lý nó bằng cách là mình vào không gian ngắn hơn để mình quản lý. Bây giờ thì hãy xem giá đi thế nào nhá. Đây chính là cái lúc mà mình đạt được tỷ lệ RR là 1:1. Đo từ đây đến đây 5 pip. Vì vậy đạt tỷ lệ 1:1 rồi thì mình sẽ rời SL về hòa vốn để bảo toàn. Lỡ mà nó chạm vào cái vùng giá này, nó tăng lên thì sao? Tăng lên chạy SL của mình thì sao? Cho nên mình vẫn phải rời SL về đây nhá. Tiếp tục đợi. Đây là một cái đỉnh, mình sẽ rời SL về đây. Cứ từ từ các bạn nhé. Tiếp tục rời SL về đây. Rời tiếp SL về đây. Cứ từ từ. Giờ tiếp SL về đây. Và cùng mình đã chốt.
đã chốt lệnh. Lệnh này mình đặt tỷ lệ RR là 1/10.7. Tỷ lệ không tồi chứ. Giả sử bạn đặt một cái lệnh có tỷ lệ rủi ro là 2% tài khoản của bạn, thì riêng cái lệnh này bạn ăn được gần 22% rồi. Một tháng các bạn chỉ cần vào một lệnh này thôi, chỉ cần được một lệnh này thôi là các bạn có thể gọi là chơi cả tháng rồi. Vào một lệnh, chơi cả tháng, chỉ cần vậy. Chúng ta không cần phải vào quá nhiều lệnh đâu. Chúng ta hãy đợi thị trường nó cho chúng ta một cái tín hiệu đẹp, một tín hiệu rõ ràng, chúng ta vào lệnh. Vào ít lệnh mà lời to còn hơn là vào nhiều lệnh. Mình chuyển khung 1 giờ mình xem nhé. 1 giờ đây. Đây là khung giờ 1 giờ. Các bạn nhìn thấy là cái lực xuống ấy, cái lực bán của khung giờ 1 giờ nó rất là mạnh. Khung giảm mạnh, hồi lên thì hồi rất là chậm, hồi như là công nông lên dốc vậy, đi rất là chậm. Từ đây đến đây hết 15 thanh. 2 ngày này là vì là vào thứ bảy chủ nhật nhé, cho nên nó mới tính bằng 2 ngày nhé. Chứ còn chỉ hết 15 thanh tức là hết 15 tiếng ấy. Nhưng mà xuống, đi từ điểm này lên điểm này thì đi hết 15 tiếng. Nhưng mà từ điểm này xuống điểm này, từ đây xuống đây chỉ hết có 3 tiếng thôi. Chứng tỏ là lực bán có rất là mạnh. Nếu mà bạn muốn vì lực bán mạnh này ấy, thì khả năng cao ấy, cái đáy này ấy, nó sẽ không giữ được. Bạn nào mà tham thì có thể đặt xa hơn, đặt 1/20 chẳng hạn. Tất nhiên là mình sẽ không quản lý lệnh như vừa rồi nữa, mà mình sẽ để đây, mình sẽ để SL trên chỗ này, trên đoạn này, đặt SL trên đoạn này. Nếu mà giá sẽ đi xuống thì các bạn sẽ ăn thêm đoạn này. Còn nếu đi lên thì bạn mất đoạn này, các bạn có thể đánh đổi không? Mình thì không nhá, mình ăn này là mình đủ rồi, mình không đánh đổi nữa. Còn bạn nào tham thì bạn cứ kéo xuống là bạn đặt SL để trên này này, trên vùng giá này. Rồi xem xuống chạy như nào, xem thị trường chạy như nào. Mình ăn chắc, mình không muốn ăn tham đâu. Tham toàn chết thôi. Ồ, lần này thì tham lại thắng. Lần này thì tham được. Bạn đã tham thì có thể ăn được một lệnh này sẽ là 1/20 rồi. Tức là nếu mà 2% tài khoản thì lệnh này các bạn có thể ăn được 40%. Nhưng mình khuyên là các bạn không nên làm này, các bạn chỉ nên là đặt TP ở đây thôi. Nó chắc ăn hơn nhiều, nó không bị rủi ro nhiều. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Nếu các bạn thấy phương pháp này hay hay là các bạn có góp ý gì cho mình thì các bạn hãy comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn các bạn ở những video sau. Mà cái phương pháp này mình nghĩ là những bạn mới thì không nên dùng, bởi vì là mình đã kéo tới khung thời gian 1 phút. Nó là khung thời gian khá là nhiễu. Cộng thêm nữa là người mới ấy thường sẽ không thể nào mà gọi là nghĩ ngợi được lâu được. Các bạn nên chơi những khung thời gian lớn hơn, ít nhất là 15 phút. Còn đâu là cứ tầm 1 tiếng, 4 tiếng trở lên nhá, thì sẽ có nhiều thời gian để nghĩ ngợi kỹ hơn. Còn khi các bạn pro rồi thì các bạn có thể thích chơi khung thời gian nào thì các bạn chơi. Đó, mình chỉ có vài cái gọi là gì nhỉ, vài cái lời khuyên như vậy thôi. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở những video sau.